Rồi hôm nay mình sẽ đến với các thuốc điều trị loét dạ dày trực tràng. Rồi định nghĩa, đầu tiên mình sẽ đến với định nghĩa của loét dạ dày trực tràng là thương tổn của lớp niêm mạc xuyên qua lớp cơ niêm xuống đến lớp cơ. Thì trong cơ thể sẽ có hai yếu tố, là một yếu tố bảo vệ, hai là các yếu tố gây loét. Thì nếu mà yếu tố bảo vệ cân bằng với yếu tố gây loét hoặc là mạnh hơn yếu tố gây loét thì cái thành tế bào không bị sao cả. Nhưng nếu yếu tố gây loét mạnh hơn yếu tố bảo vệ thì sẽ gây loét dạ dày trực tràng. Các yếu tố bảo vệ như là chất nhầy, HCL3 hoặc là hệ thống nuôi mạch máu nuôi dạ dày. Các yếu tố gây loét như HCL và pepsin. Thì HCL và pepsin á, là các chất để tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên nếu mà nó tiếp xúc với tế bào của con người thì nó cũng tiêu hóa tế bào con người luôn. Hoặc là H. pylori và các thuốc chống viêm nonsteroid. Các tình trạng stress hoặc là rượu hoặc là bia thuốc lá cũng là một yếu tố gây loét. Nguyên nhân có hai nhóm nguyên nhân chính là H. pylori, thứ hai là do sử dụng thuốc như nonsteroid, như các thuốc là tiêu biểu là diclofenac này hoặc là aspirin hoặc là ibuprofen, paracetamol. Thì cơ chế của nó như sau: một, nó là có bản chất là các axit yếu, mà nếu là các axit yếu thì nó sẽ hấp thu trong dạ dày và gây kích ứng dạ dày và gây độc tế bào dạ dày. Thì cho nên các bạn biết mà nếu mà uống paracetamol mà lúc bụng đói chẳng hạn là các bạn nôn liền, tại vì gây kích ứng cực kỳ mạnh dạ dày luôn. Hồi ở mình ở trong bệnh viện sản nhi á, thì các có nhiều trường hợp như sau, là người ta cho trẻ uống paracetamol lúc bụng đói á, mà trẻ nôn liền luôn, nôn liên tục, mà người ta cứ cho uống, bắt uống mãi rồi thôi, nên trẻ có nhiều đứa là nôn đến 4 lần liên tục này. Rồi người ta lại tưởng nhầm là trẻ bị nôn do sốt, cuối cùng lại cho thêm domperidone, mặc dù cho thêm bên domperidone là hoàn toàn không cần thiết, tại vì đó là nôn do paracetamol uống lúc bụng đói. Cơ chế thứ hai, các nonsteroid như diclofenac nó sẽ ức chế mạnh, ức chế prostaglandin. Mà các bạn biết prostaglandin á, là một chất gây bảo vệ dạ dày, nó sẽ tăng cung cấp máu cho dạ dày và tăng hồi phục dạ dày. Vì thế ức chế cái này nó sẽ giảm yếu tố bảo vệ đó và gây loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra các nguyên nhân khác như là stress nặng. Stress nặng này không phải là mình nói đến tình trạng stress tâm tâm lý đâu, mà stress trong một chấn thương nặng như là bỏng hoặc là nhiễm khuẩn nặng mà các bạn thấy trong ICU á, hay thấy trong ICU á, thì bệnh nhân nằm trong ICU á thì có tỷ lệ toét khá cao, khoảng là 40 đến 50% nếu mà không được bảo vệ dạ dày bằng các thuốc như là PPI. Rượu bia thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân gây loét dạ dày tá tràng. Ví dụ như thuốc lá là có nicotine đúng không? Thì nó sẽ kích thích dây thần kinh X và gây tăng tiết HCL, và nó có thể là gây loét hoặc là một trong những yếu tố gây loét. Nhóm H. pylori thì H. pylori cứ 8 người nhiễm H. pylori thì sẽ có một người có loét dạ dày tá tràng liên quan đến H. pylori. Khoảng 70% dân số sẽ nhiễm H. pylori á, nhưng mà 8 người này chỉ có một người bị thôi, bị có biểu hiện loét dạ dày tá tràng thôi, còn 7 người còn lại thì không có biểu hiện, và 7 người còn lại này thì cũng chẳng cần phải điều trị luôn. Như vậy là H. pylori sẽ sống hòa bình trong cơ thể. Thì cái con này á, nó có một yếu tố như sau: nó không sống được trong môi trường axit, môi trường toan á, nhưng nó sẽ có khả năng tiết ra men ureasa, nó sẽ phân hủy ure thành CO2 và ammoniac. Thì chính ammoniac này sẽ gây tăng pH lên khoảng 8 đến 9. Xung quanh nó pH tăng lên 8 9, và đây là một yếu tố gây độc tế bào. Ngoài ra thì các đại thực bào á, khi nó đến ăn cái con HP á, thì nó sẽ tiết ra các cytokine để hóa ứng động và gây viêm. Thì chính sự viêm này nó cũng là một yếu tố để gây loét dạ dày tá tràng luôn. Chẩn đoán đau vùng thượng vị có tính chất chu kỳ cận lâm sàng, thì nội soi tiêu dạ dày là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán. Có hiện nay thì để mà chẩn đoán là có loét hay không thì người ta chỉ dùng nội soi dạ dày thôi là chắc chắn thôi, còn lại mấy cái trường hợp này ít có giá trị lắm, đặc biệt là tìm kháng thể anti-HP trong máu. Giả dụ như mẹ mình á, mẹ mình có HP
kháng thể HP trong máu nha, nhưng mà mẹ mình đâu có bị loét dạ dày tá tràng đâu, và cũng chẳng cần phải điều trị. Mục tiêu điều trị thì mục tiêu điều trị là làm lành ổ loét, ngăn ngừa biến chứng và giảm đau. Nguyên tắc điều trị thì mấy cái này mình sẽ gửi slide dưới, các bạn có thể tham khảo. Cái này tham khảo đi. Các thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng thì mình gồm có 359 các thuốc kháng tiết axit như PPI, kháng histamine H2 và antacid. Các thuốc này có vai trò là làm giảm tiết axit trong dạ dày. Thì axit trong dạ dày bình thường có khoảng pH của nó từ 1 đến 2 đúng không? Và nó có thể tiêu hóa hẳn một cái giao lam trong dạ dày luôn á. Nhưng mà khi uống thuốc thì cái pH dạ dày nó sẽ khoảng tương đương khoảng 5 á. Có nghĩa là nồng độ axit giảm khoảng 1.000 lần so với không sử dụng, và như vậy sẽ tạo điều kiện cho thần tế bào phục hồi. Các nhóm thứ hai là nhóm bảo vệ niêm mạc dạ dày, thì nhóm này ít có tác dụng kháng tiết axit nhưng nó có cơ chế bảo vệ khác, là nó sẽ bao bọc lại niêm mạc dạ dày tá tràng lại và ngăn cản sự phá hoại của axit và cáp pepsin. Misoprostol là có tác dụng ngăn ngừa loét. Nhóm thứ ba là các kháng sinh diệt trừ HP. Thì nếu mà các bạn nhiễm HP mà bị loét dạ dày tá tràng thì bắt buộc phải tiêu diệt HP mới có thể khỏi bệnh. Đầu tiên là các antacid có bản chất là carbazơ, thường được dùng nhất là muối nhôm và muối magie. Hiện nay thì người ta ít sử dụng muối natri và canxi rồi, tại vì dễ hấp thu vào trong máu và như vậy sẽ gây năng tăng natri huyết, tăng huyết áp, giống như các việc các bạn ăn quá nhiều muối vậy. Trong khi muối nhôm và magie thì ít hấp thu vào trong máu nên ít gây tác dụng phụ hơn. Antacid nếu dùng trước bữa ăn thì cơ thể nhà sẽ nhanh chóng tiết axit để là bù lại, và cách sử dụng là nhai kỹ viên thuốc, tại vì nó sẽ sử dụng ở dạng viên thế này này, cho nên các bạn phải nhai ra để mà tăng diện tích tiếp xúc với axit. Lưu ý trong sử dụng antacid, antacid có tác dụng rất nhanh tại vì nó có tác dụng trực tiếp với axit trong dạ dày luôn, cho nên nó sẽ tác dụng ngay, nhưng nó chỉ sử dụng để cắt cơn đau thôi, không có tác dụng trong điều trị viêm loét. Cho nên nếu mà điều trị viêm loét thì các bạn phải sử dụng PPI hoặc là kháng histamine H2. Thứ hai là các antacid có bản chất là kim loại nên hay gây tương tác thuốc. Thứ ba là không nên dùng các thuốc trung hòa quá mạnh và kéo dài vì dễ gây viêm dạ dày do kiềm hóa. Thì các bạn biết rồi, như con HP ấy, nó làm tăng pH lên khoảng 8 đến 9 và nó gây độc tế bào dạ dày. Bây giờ các bạn dùng thuốc trung hòa quá mạnh thì cũng gây, muối magie thì hay gây tiêu chảy tại vì nó sẽ cuốn cái nước trong lòng ruột ra. Còn muối nhôm thì lại hay gây táo bón. Muối nhôm gây táo bón và giảm phốt phát huyết, nó sẽ tạo ra muối nhôm phốt phát và gây giảm phốt phát huyết. Tương tác, các antacid thể tương tác với nhiều thuốc như là tạo phosgene với ciprofloxacin hoặc là perfloxacin, ofloxacin hoặc doxycycline làm giảm hấp thu. Ngoài ra nó có tương tác do thay đổi pH ở dạ dày ruột. Thì cái nhóm mà trung hòa axit á hoặc là giảm axit á, nó đều làm có tương tác này cả, giống như omeprazole cộng ketoconazole thì làm giảm hấp thu ketoconazole. Do những thuốc này á nó cần phải có môi trường axit mới có thể hấp thu được, cho nên các thuốc giảm axit dịch vị nó sẽ giảm hấp thu những thuốc có tính chất là axit yếu. Mình đến với nhóm thứ hai là các thuốc kháng histamine H2, thì như simetidine, ranitidine. Hiện nay simetidine người ta ít dùng rồi, mà người ta ở Việt Nam mình thấy người ta sử dụng ranitidine thôi, còn hai thuốc nizatidine và famotidine thì ít thấy lắm. Thì nhóm này có một đặc điểm là hiệu quả kém PPI trong kháng tiết axit. Ngoài ra thì nó có tác dụng phụ nhiều nữa, cho nên thường người ta chuộng PPI hơn. Cơ chế thì histamine á, là một chất gây kích thích dạ dày tiết ra axit. Thuốc này kháng với histamine bằng cách cạnh tranh thụ thể trên thụ thể H2 receptor. Thuốc nhóm này dung nạp tốt ngoại trừ cimetidine, cho nên hiện nay người ta ít sử dụng cimetidine rồi, người ta sử dụng ranitidine không à, đặc biệt là xài dài ngày. Thì tương tác thuốc này, cimetidine ức chế CYP450 nên kéo dài T1/2 của warfarin phenytoin. Thì hiện nay người ta ít sử dụng rồi, cho nên các bạn cần lưu ý đến nhóm sau như ranitidine cũng có tương tác nhưng không đáng kể, có nghĩa là không có ý nghĩa trên lâm sàng á. Ví dụ như ranitidine dùng với warfarin hoặc phenytoin các bạn vẫn có thể dùng. Thuốc kháng histamine H2 kém PPI trong điều trị loét dạ dày gạt, đồng thời nhiều tác dụng phụ hơn nên là PPI vẫn là thuốc ưu tiên trong hầu hết trường hợp.
Ngoại trừ trong thai kỳ thì cấp thuốc PPI thuộc vào bảng C của FDA, có nghĩa là sẽ gây quái thai nha. Các thuốc PPI á, trong khi các thuốc kháng histamine H2 á, thuộc bảng B của FDA, bảng B nha, các bạn cũng không được sử dụng bừa bãi các dòng thuốc này trong thai kỳ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Các thuốc PPI thì có một bài rất là hay là cập nhật sử dụng thuốc PPI của tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Khánh Tường á. Mình sẽ để link của video ở bên dưới. PPI bắt buộc phải có trong phác đồ điều trị HP do một đặc tính tuyệt vời là ức chế HP sinh ra ureasa. Nếu mà HP không sinh ra được ureasa thì nó sẽ mất môi trường để nó sống và nó sẽ bị tiêu diệt. Thuốc kháng cholinergic thì nhóm này tác động trên receptor muscarin 1 bao gồm pirenzepine và telazepine. Nhóm này có thuốc có hoạt tính yếu và thường thì người ta cũng không dùng để điều trị các loét dạ dày tá tràng thông thường, mà người ta thường sử dụng trong các trường hợp không sử dụng được các thuốc như kháng histamine hoặc PPI, hoặc là sử dụng trong trường hợp kích thích dây thần kinh ít. Tác dụng phụ của nhóm cũng như các thuốc kháng cholinergic thôi, đó là có thể là gây khô miệng hoặc là khô các dịch, khô nước mắt, đắng miệng chẳng hạn. Và cũng như các thuốc kháng cholinergic thì nó không được sử dụng cho các bệnh nhân như glaucoma góc đóng hoặc là suy tim. Nhóm thứ năm là các thuốc kháng gastrin như proglutamide. Thì gastrin là một hormone gây tăng tiết axit dịch vị, đồng thời thì nó cũng tăng các nhu động ruột luôn. Trong trường hợp u gastrin có thể làm tăng dẫn tiết gastrin dẫn đến loét dạ dày tá tràng. Như vậy thì proglutamide sẽ được dùng trong trường hợp này. Ngoài ra thì nó không có dùng trong các trường hợp bình thường. Có một điều hay là các proglutamide á có tăng tác dụng giảm đau của opioid. Ngoài ra thì nó cũng ngăn cản sự dung nạp của opioid như là morphine chẳng hạn. Trường hợp này được ứng dụng trong một trường hợp là sử dụng morphine trong bệnh nhân ung thư hoặc là AIDS giai đoạn cuối. Nhóm thứ hai là các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đầu tiên là sucralfate. Cơ chế của nó là tạo hàng rào bảo vệ và kích thích các yếu tố bảo vệ. Tuy nhiên thì nó không có tác dụng trên HP nên nó không sử dụng trong loét dạ dày tá tràng do HP. Thứ hai là các hợp chất bismuth cũng như sucralfate thì nó cũng có tác dụng bảo vệ tại chỗ y như sucralfate đấy. Ngoài ra thì hợp chất bismuth nó sẽ có tác dụng loại trừ HP nữa. Tuy nhiên nếu mà đơn trị bằng bismuth á, thì khả năng loại trừ chỉ thành công 20% thôi, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với phác đồ kháng sinh bốn thuốc có PPI và bismuth thì tỷ lệ thành công đến 95%. Bismuth cũng an toàn, nó không có tác dụng phụ nhiều. Tác dụng phụ nhiều chủ yếu là khi mà sử dụng dài ngày á thì nó có thể gây ra lưỡi đen hoặc là bệnh não do bismuth. Lưỡi đen là màu của bismuth á. Misoprostol nó là dẫn chất của prostaglandin, thì prostaglandin á nó có tác dụng bảo vệ dạ dày tá tràng do nó kích thích sự hồi phục của các tổn thương trong dạ dày tá tràng. Thì các nonsteroid và corticoid đó có bản chất nó sẽ ức chế prostaglandin. Theo cơ chế này, misoprostol không thể dùng để chữa trị loét dạ dày tá tràng, tại vì tác dụng làm lành vết loét dạ dày tá tràng á, là không đủ và nó chỉ dùng để phòng ngừa loét dạ dày nonsteroid. Tác dụng phụ thì prostaglandin nó hay gây tiêu chảy và đau bụng, nguyên nhân là nó làm tăng nhu động ruột và tăng co bóp cơ trơn. Vì vậy nó cũng không có thể sử dụng trong thai kỳ, tại vì nếu mà sử dụng trong thai kỳ thì nó có thể tăng gây co bóp tử cung và gây sảy thai đúng không, và prostaglandin cũng là chất gây đau bụng kinh luôn, các bạn biết mà, nếu mà sử dụng trong đau bụng kinh là càng đau nữa. Rồi tương tác thì Cytotec á, biệt dược của misoprostol, thì Cytotec nó gây tăng co bóp cơ trơn và gây tiêu chảy. Nếu mà kết hợp với antacid chứa magie cũng là một chất gây tiêu chảy nữa, thì có nghĩa là tiêu chảy chồng tiêu chảy. Cho nên không nên kết hợp cái này nha, không nên kết hợp nha. Rồi, mình kết thúc tại đây. Hiện nay thì người ta ít sử dụng Cytotec trong điều trị lắm, trong người loét dạ dày do nonsteroid lắm, gần như không thể sử dụng luôn á. Mà người ta thường sử dụng cái này trong một trường hợp thôi, đó là phái thai non.